Trân trọng chào đón quý khán giả của người Việt TV đến với câu chuyện thời sự hàng tuần. Thưa quý vị, um, câu chuyện thời sự tuần này, ngày 16 tháng 8, 2024, tiếp nối lần trước về chuyện bầu cử của nước Mỹ từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn cho đến thủ đô Little Sài Gòn của người Việt tị nạn. Trong tuần này thì theo báo Washington Post, từ khi mà ông Tổng thống Joe Biden rời bỏ cuộc đua và nhường chỗ cho Phó Tổng thống Kamala Harris ra tranh cử để mà thách thức cựu tổng thống Donald Trump, thì cuộc đua xem như đã đổi chiều. Và theo Washington Post, nếu như cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày hôm nay, bà Harris sẽ là người chiến thắng. Và Washington Post chỉ ra, sở dĩ họ nói như vậy là bởi vì Harris vừa mới mở ra một con đường thắng thứ nhì. Còn ông Trump vẫn chỉ có một con đường duy nhất để mà đạt số phiếu đại cử tri cần thiết. Bên cạnh đó thì phân tích của Goldman Sachs cũng tiên đoán một làn sóng xanh sẽ nổi lên vào tháng 11 để tràn vào tòa Bạch ốc và quét cả lưỡng viện Quốc hội. Nhưng dù sao thì vẫn còn 81 ngày nữa mới đến bầu cử. Như vậy thì những yếu tố nào là sẽ ảnh hưởng đến cuộc chạy đua tổng thống trong những ngày sắp tới? Liệu ông Trump có thể tự kiểm soát để mà tập trung nói về chính sách thay vì những tấn công cá nhân nhắm vào đối thủ. Và liệu những kế hoạch về kinh tế của Biden-Harris vừa mới được giới thiệu vào ngày 15 và 16 tháng 8 trong tuần này có tạo được một cú hích cho chiến dịch tranh cử của Harris. Bên cạnh đó thì Đại hội Đảng Dân Chủ khai mạc tuần tới ở Chicago và nhiều khả năng Ngân hàng Trung ương Fed sẽ bắt đầu giảm lãi suất từ tháng 9. Việc này ảnh hưởng lên thế nào lên cuộc đua? Và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay cũng sẽ nói đến um, một cái câu chuyện mà gần gũi hơn với cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở California, đó là cuộc đua tranh chức dân biểu liên bang địa hạt California 45 thuộc khu vực Little Sài Gòn là thủ phủ của người Việt tị nạn giữa ứng viên người gốc Việt con của thuyền nhân tị nạn cộng sản là Derek Trần với đương kim dân biểu liên bang Michelle Steel đánh dấu lần đầu tiên sau gần 50 năm, thủ đô tị nạn ở Nam California mới có cơ hội gửi một người Việt lên quốc hội liên bang. Và khách mời chương trình ngày hôm nay đó là nhà báo Mai Phi Long. Xin mến chào anh Mai Phi Long. Xin chào chị Bích Trâm và xin kính chào quý khán giả gửi Việt TV. Vâng, thưa anh Mai Phi Long và kính thưa quý vị, trong 3 tuần lễ qua thì phải nói là cuộc đua Tổng thống Mỹ nó biến chuyển rất là nhiều. Thì thăm dò Washington Post cho thấy là bà Harris đã vượt ông Trump hai điểm trên toàn quốc và tình hình tại các tiểu bang tranh chấp thì cho thấy là bà harris đang dẫn ông trump tại cả wisconsin và pennsylvania còn tại michigan thì bà harris theo sát ông trump ông trump dẫn rất là xít sao dưới một điểm phần trăm nhưng mà washington post nói là nay mai thì họ tin là michigan sẽ trở thành ngang ngửa giữa hai đối thủ và điều đáng chú ý mà Washington Post phân tích nói là bà Harris vừa mới mở ra một cái lộ trình chiến thắng thứ nhì tức là ngoài ba tiểu bang ở khu vực trung tây kể trên mà người Mỹ hay là người dân chủ gọi là bức tường xanh đó Pennsylvania Wisconsin và Michigan thì bà Harris vừa mới mở ra thêm một con con đường thắng ở các tiểu bang Sun Belt Arizona Georgia Nevada, North Carolina, tức là các, các tiểu bang ở gọi là vành đai mặt trời. Trong khi ông Trump vẫn chỉ có một cái con đường thắng duy nhất, tức là ông phải lấy cả hai khu vực bức tường xanh và vành đai mặt trời. Và phân tích của tổ chức tài chính và đầu tư nổi tiếng quốc tế, tức là Goldman Sachs, thì nói là một làn sóng xanh sẽ nổi lên vào tháng 11. Có nghĩa là không những bà Harris đắc cử bạch ốc mà dân chủ sẽ chiếm cả lưỡng viện thì không hiểu là anh Mai Phi Long nghĩ sao về những phân tích kể trên có lạc quan quá hay không cho dân chủ thưa anh à, thưa chị uh, biết trong và thưa quý khán giả trong chuyện này chúng ta lại phải nhớ chúng chúng ta phải học bài học của quá khứ bài học của quá khứ năm 2016 cho thấy rằng là bà Hillary Clinton không thể nào thua tuy nhiên bà thua và cái sự thua của bà hiện tại bây giờ bà Kamala Harris tìm cách là trám những cái chỗ mà ngày trước bà Hillary, bà Hillary Clinton để sót. Thí dụ bà Hillary Clinton đã bỏ đi, không đi vận động tranh cử ở tại hai tiểu bang chính địa Michigan với lại Wisconsin. Bà nghĩ rằng bà nghĩ rằng cái Blue Wall đó nó rất là chắc. Rốt cuộc nó lại bị sập. Ông Donald Trump lấy được cái Blue Wall đó. Thì bà Kamala Harris bây giờ bà phải bà, bà tranh thủ và trong thời gian vừa qua đã, bà đã chứng minh chuyện đó. Bà đi đến Michigan được sự đón chào rất là nồng nhiệt. Đồng nhiệt đến mức ông Donald trong quê mặt phải bịa ra câu chuyện rằng là đám đông nó không có <laughs> đúng ở Michigan. À, tuy nhiên chúng tôi muốn nhắc trở lại là mặc dù cái khí thế của bà Kamala Harris, Kamala Harris hiện tại và theo cái thống kê của Washington Post và một số các cơ quan truyền thông khác thì cho thấy rằng là bà Kamala Harris hiện tại bây giờ bà đang có lợi thế ở nhiều nơi. Tuy nhiên cũng có một vài cái thăm dò khác thì nói một số chuyện, thí dụ như là nói về vấn đề kinh tế thì người dân Hoa Kỳ khoảng chừng là 0.5% lên tới 1% họ nghiêng về phía ông Donald Trump con số đó không nhỏ con số đó nhỏ, nhỏ. không lớn là. tuy nhiên nếu mà có cái rủi ro nào đó nó xảy ra thì cái 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 con số nhỏ nó sẽ thành là con số lớn cái điều mà chúng tôi muốn nói ở đây là ở bên phía dân chủ họ có thể họ lạc quan trong lúc này nhưng mà tôi nghĩ rằng là bên dân chủ họ cũng tỉnh táo họ không có muốn uh, bị lặp lại cái bài học cũ Và. của bà Hillary Clinton nhưng mà tôi đồng ý cái chuyện là khi phân tích là bà Kamala Harris ngoài cái chuyện các tiểu bang Blue Wall là cái chuyện mà chúng ta cũng đấy ông Biden trong thời gian vừa qua ông cũng đổ xi măng khá nhiều vô cái cái qua đó bằng cách ông đến đó ủng hộ cho các nhóm nghiệp đoàn chị à. nhớ rồi bây giờ cái tiểu bang tiểu bang miền sân bao phần lớn những tiểu bang này là những tiểu bang mà Cộng Hòa. Thì trong thời gian vừa qua Cộng Hòa họ làm một cái lỗi lầm mà bây giờ họ tiếp tục tập cái lỗi lỗi lầm đó là đem cái vấn đề phá thai họ cứ tấn công cái chủ đề đó. Và bây giờ mới đây các tiểu bang như là, nhớ tôi nhớ không lầm, Nevada, Arizona, Pennsylvania bắt đầu đưa cái luật về phá thai họ họ tìm cách cấm phá thai họ đưa vào cái bộ luật để ngày cái năm phiếu. tháng dài vào cái lá phiếu vâng. năm tháng 11 này người dân lại đi bỏ phiếu vâng. thế là họ kích thích người phụ nữ lại tiếp tục nhào ra vâng. bỏ phiếu để mà chống lại cái việc đó thì chúng ta không hiểu tại sao bên đảng cộng hòa họ họ không học được bài học của năm 2022 nghìn ừ. hay sao thì cái điều mà hồi nãy chị chị trump có nói rằng là bà à, bà kamala harris có một đường thắng thứ nhì là cái đường thắng này là Đảng Cộng hòa tiếp tục chọc tức các à. nữ cử tri về cái vấn đề phá thai và trong à. chuyện này khi mà đụng đến cái vấn đề này thưa thưa chị và thưa quý vị, chúng ta thấy một điều. Chủ đề phá thai là một chủ đề rất là nhạy cảm, nhưng mà đi sâu trong đó không phải là những người bảo thủ hay là những người tôn giáo họ không bị dính vào vấn đề này, họ hay là chính con cái của họ cũng bị dính vào đến vấn đề này và những người phụ nữ cho dù họ nằm ở phía bảo thủ đi chăng nữa, khi nói công khai họ sẽ nói theo cái hướng bảo thủ nhưng mà ai biết được lúc bỏ phiếu họ như thế nào ừ. là bởi vì cái chuyện đó là một chuyện rất rất, rất là, là cá nhân. Cá nhân. Đúng vâng. vậy. Vâng. Vâng um, thưa anh Mai Phi Long và kính thưa quý vị, việc mà bà Harris mở thêm một con đường thắng thứ nhì nó mang một cái ý nghĩa rất là quan trọng. Bởi vì trước kia thì ông Biden không có thưa quý vị, lúc trước đó thì ông Biden bắt buộc là ông phải lấy cả ba tiểu bang ở tường xanh thì ông mới mong ngồi vào bạch ốc còn nay thì bà harris nếu như lỡ thua một tiểu bang tường xanh nhưng thắng ở một trong những tiểu bang vành đai mặt trời vừa kể vẫn có thể vào tòa bạch ốc còn thì ông trump thì vẫn phải thắng cả hai khu vực giống như là đi đánh trận mà một bên chỉ có một con đường thắng duy nhất bên kia không thắng đường này thì binh đường khác được thì dĩ nhiên là chiếm lợi thế rồi thưa anh nhưng mà dù sao thì những cuộc thăm dò nó chỉ cho chúng ta biết cái snapshot tức là tình hình của cuộc chạy đua trong một cái thời gian nhất định. Mà còn hơn 80 ngày mới đến bầu cử thì chúng ta biết là sẽ còn nhiều biến chuyển. Và tuần này thì Đảng dân chủ thông báo một số chính sách kinh tế quan trọng. Như vào hôm 15 tháng 8 thì chính phủ Biden Harris giới thiệu chương trình giảm giá thuốc có hiệu lực vào năm sau à, xin lỗi năm 2026 để mà cho phép chương trình bảo hiểm y tế Medicare thương lượng với các hãng dược phẩm để mà giảm giá 10 loại thuốc kê toa đắt tiền chữa các bệnh nan y như bệnh tim, bệnh ung thư, tiểu đường vân vân. Trong khi đó thì ngày hôm nay ngày 16 tháng 8 tại North Carolina, bà Harris đến đó và bà thông báo chính sách kinh tế bao gồm những cái chính sách để mà nhắm vào cái tầng lớp trung lưu như là mở rộng khoản tín dụng thuế tức là child tax credit cho gia đình có trẻ em giúp những gia đình gọi là con đông đó nhà nghèo mà con đông đó cứ đếm mỗi đầu trẻ là 6.000 đô la một trẻ rồi chính phủ sẽ giúp 25.000 đô la cho cả triệu người mua nhà lần đầu rồi một cái quỹ 40 tỷ đô la ngân sách để mà tài trợ những cái khoản ưu đãi thuế cho các địa phương để mà xây lên những cái căn nhà ở giá phải chăng rồi điều này là sẽ thúc đẩy xây dựng 3 triệu đơn vị nhà ở mới trong vòng 4 năm sắp tới thì đó là những cái cái nhà mới cho những người có thể đi mua nhà còn những người mà không đi mua nhà nổi vẫn phải ở thuê thì cũng có những cái biện pháp để mà gọi là cấm móc nối cái việc ấn định giá cho thuê, tức là cấm việc các chủ trung cư toa dập để mà giữ giá thuê cao, đó. rồi có lệnh cấm những cái công ty lạm dụng tăng giá thực phẩm một cách vô tội vạ, cũng như là những chương trình để xóa nợ y tế cho cả triệu người thu nhập thấp, vân vân và vân vân. Nói chung, thưa anh, là những cái biện pháp giảm chi phí cuộc sống cho các gia đình trung lưu, các gia đình nghèo, nhắm giải quyết cái quan tâm về lạm phát của cử tri. Trong khi đó thì ông Trump lại lên tiếng chỉ trích nói là ô những cái chính sách kinh tế của Harris nó mang màu sắc chủ nghĩa xã hội giống như là thấy ở các nước Venezuela, Cuba vân vân. Thì anh Mai Phi Long nghĩ sao? À, trong chuyện này chúng ta thấy khi mà bắt đầu chơi một cái lá bài là chụp mũ là cộng sản thì có vẻ là bên nào bên chụp mũ đó thường thường là hơi bí đường ừ. là bí đường giải quyết vấn đề mới đưa ra cái vấn đề chụp mũ là cộng sản thôi bởi vì Và. người dân mỹ đến trong giai đoạn này thưa quý vị thưa chị thì là người ta cũng đều biết chẳng lẽ các quốc gia ở châu âu những quốc gia tây âu những quốc gia ở bắc âu những cái chính Và. sách xã hội đó nói họ là cộng sản hay sao Và. chuyện đó là một chuyện nó không có thực tế Uh, và những cái chính sách của bà Kamala Harris đưa ra thì đương nhiên là bà đánh thẳng trực tiếp vào những cái vấn đề mà người dân Mỹ quan tâm. Thí dụ về cái vấn đề mà bà không muốn các uh, công ty thực phẩm họ có thể cấu kết với nhau để tạo ra những cái giá mà gọi là trên trời. và Giống như chúng ta thấy trong một thời gian cái giá trứng gà nó tăng lên chẳng hạn mà một cách là người, người ta không có giải thích được. Mặc dù sau đó người ta có nói rằng là cái dịch cúm gia cầm nhưng mà cái dịch cúm gia cầm cầm nó đến sau khi mà cái giá gà thịt giá trứng gà nó bị đẩy lên và một số người trong business thì họ nói rằng là các công ty uh, uh, chăn nuôi trong thời gian đại dịch họ bị lỗ nhiều quá cho nên bây giờ họ bị bán mất hết những đàn gà họ họ phải tiêu hủy những cái đàn gia cầm của họ hoặc là gia súc của họ thì bây giờ họ phải tìm cách họ gỡ lại giống như trường hợp các uh, đại công ty xăng dầu sau cái thời gian đại dịch mà ngừng lại không khai thác nữa. Chính phủ Biden lại là cái chính phủ mà cho cái giấy phép mà khai thác xăng dầu nhiều hơn cả thời của Donald Trump. Đúng nhưng rồi. mà họ nhất định họ không khai thác là vì sao? Họ muốn treo cái giá thịt là cao à. để họ gỡ lại cái thời gian đại dịch ngừng à. lại. Thì bây giờ các công ty chăn nuôi các nhà sản xuất thịt họ cũng muốn làm như thế. À. Thì cái chuyện mà bà bà Kamala Harris Bà đưa ra chủ trương mà tấn công cái chuyện làm giá là tấn công về cái 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 khía cạnh đó à, thì đây là vấn đề trực tiếp và cái chuyện này nó đối đầu thẳng vào cái chủ trương kinh tế của ông Donald Trump đưa ra trong những ngày vừa qua trong hai cái cuộc họp báo thì ông có nói rằng là ông sẽ tiếp tục áp thuế không những là bên phía Trung Quốc mà áp thuế luôn các quốc gia đồng minh ông các quốc gia đồng minh ông áp thuế thêm 10 nhưng mà chuyện này khi chúng ta nhìn vào chúng ta thấy rằng là những mặt hàng mà ông Trump áp thuế cho phía Trung Quốc ai là người trả? Chúng người ta, tiêu thụ, người tiêu thụ chúng ta trả bây giờ là ông lại tấn công luôn cả đồng minh thêm 10% nữa thì lại tiếp tục chúng ta lại đẻ thêm chúng ta phải trả thêm cái số tiền đó. Không biết ông nói cho sướng miệng hay là ông chỉ đưa ra một cái chuyện để nó trở thành tại vì người ta nói rằng cái cái không khí và cái cảm giác mà hận thù là cái sự mà nó làm cái hành động để cho người ta, người ta cảm thấy người ta uh, phấn khích nhiều nhất thì ông cứ tạo ra cái sự hận thù nhưng mà về mặt kinh tế ông tấn công và áp thuế các mặt hàng từ tất cả các quốc gia chung quanh và hoa kỳ thì chúng ta phải nhìn lại một chuyện sản xuất của hoa kỳ cũng phải mua nguyên vật liệu từ ngoại quốc đi vào bây giờ ông tăng cái tiền thuế đó lên thì bây giờ làm sao mà, mà, mà chúng ta sản xuất thì các nhà sản xuất nội địa hoa kỳ phải tăng cái giá đó lên mà khi tăng giá lên làm sao mà chúng ta cạnh tranh được các quốc gia ngoại quốc Đấy cũng không tạo được công an việc làm thì trở lại cái câu chuyện là những gì bà Kamala Harris đưa ra trong ngày hôm nay về vấn đề thứ nhất như hồi nãy chị kể là về giảm uh, thuế giảm thuế thuốc, rồi, giảm. Giảm thuế, thuốc rồi, rồi chuyện nhà cửa này, Chào này kia đương cho... nhiên vâng. uh, khi mà thực hiện những chính sách như vậy cũng phải có cái giá để trả vâng. có cũng chứng. có cái giá để trả và theo cái thống kê của mới đây nhất của một cái cơ quan về ngân sách, họ nói rằng là nếu thực hiện chương trình của bà Kamala Harris thì thất thu ngân sách cũng khoảng chừng là 1.700 tỷ trong thời gian 10, 10, năm sắp tới. Thì tương tự, cái phương pháp của ông Donald Trump cũng tốn kém không không có không không có nhỏ nhưng mà để thực thi cái nào nó sẽ hữu hiệu chúng ta phải chờ đợi à nhưng mà tuy nhiên và dường như là Biden Harris đã nói là sẽ đánh thuế những gia đình 100.000 trở lên, yeah. tức là cái top 5% nhà giàu của yeah. nước Mỹ, họ có thể they can afford it. Yeah. Họ có thể trả thêm thuế. Yeah. Thì vâng. cảm ơn chị đã đem cái điểm đó ra. Vâng. Như hồi nãy chúng tôi nói rằng là bất kỳ phương pháp nào nó cũng phải có cái giá trả. Đó. Nhưng mà cái giá trả bên phía Biden với với và camera Harris vâng. là lấy thuế những người Nhân trên 400.000 vâng. năm. Còn bên ông Trump ông chơi trò cắt 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 vâng. và ông cắt luôn cả thuế thì không biết lấy, lấy tiền đâu để bù vào cái vấn đề ngân sách để cắt cho thuế cho tiền. nhà giàu mà cắt vâng. thuế cho nhà giàu chứ không vâng. phải cắt cho những người nghèo. Cái thuế nghìn vâng. năm 2017 ông đưa ra vâng. à, Dụ một tí xíu cắt nhưng mà đến năm 2025 <laughs> thì những người trung bình chúng ta quay lại cái biểu giá thuế cũ trong vâng. khi đó các đại công ty là coi như là tha hồ Đúng Mỹ còn là được cắt thuế là vĩnh viễn đúng vậy vâng à, bây giờ nói thêm về uh, cái chương trình mà giảm giá thuốc Medicare đó quý vị tại vì cái chương trình này đó nó giúp rất nhiều những người uh, mà đã hưởng Medicare tức là uh, trên 65 tuổi hưu trí 65 triệu người Mỹ đang hưởng Medicare thưa quý vị sẽ tiết kiệm 6 tỷ đô la cho Medicare năm đầu tiên Medicare là chương trình của chính phủ liên bang thì là tiết kiệm cho chính phủ liên bang mà tức là tiết kiệm cho người đóng thuế thưa quý vị và tiết kiệm thêm 1,5 tỷ đô la chi phí cá nhân tức là out of pocket mà bệnh nhân phải trả bởi vì những cái loại thuốc đắt tiền đó thì có thể hãng bảo hiểm họ bắt bệnh nhân phải trả một phần đó mà bây giờ thương lượng để mà giá hạ đi thì cái cái out of pocket nó cũng ít đi Bây giờ lấy một ví dụ thôi để quý vị có thể mường tượng được. À, có cái thuốc mà trị ung thư máu tên là Imbruvica của Johnson Johnson. Cái giá niêm yết của nó là gần 15.000 đô la. Những cái loại thuốc trị trị bệnh nan y rất là đắt tiền thưa quý vị, 15.000 đô la, nhưng mà sau khi thương lượng thì chỉ còn hơn 9.000 đô la. Thì uh, tài chính Bloomberg đã đánh giá là chương trình kinh tế của Harris và Biden. Nó có hai điểm son. Họ nói là cái tín dụng thuế trẻ em, như đã nói là 6.000 đô la cho mỗi đầu trẻ. Và chương trình giải quyết nạn thiếu nhà ở, họ nói là hai cái chương trình đó rất là impactful, tức là tác động, giúp đỡ những gia đình trung lưu rất là nhiều. Bây giờ nói thêm về cái chỉ trích của ông Trump là đây là cộng sản là chủ nghĩa xã hội thì chúng ta nên biết là tiểu bang Minnesota của thống đốc Tim Walz thưa quý vị. Tức là cái người mà được bà Harris chọn đứng chung liên danh đó. Minnesota cũng đã thực hiện những cái chương trình mà cung cấp phúc lợi xã hội cho cư dân tiểu bang như là tín dụng thuế trẻ em, giúp đỡ những gia đình đông con, nhà ở giá rẻ cho người nghèo bữa sáng, bữa trưa miễn phí cho học sinh trung học, rồi cung cấp học bổng cho sinh viên nghèo, học đại học, vân vân. Thì ông thống đốc Walls, ông nói là ai đó mà kêu tôi là cộng sản hay là chủ nghĩa xã hội cũng không sao. Miễn là người dân tiểu bang của tôi, cơm no, áo ấm là được rồi. Là được rồi thưa quý vị. Và chúng ta nên biết là tiểu bang Minnesota lúc trước là là một tiểu bang đỏ của Cộng Hòa. Nhưng nó đã trở thành tiểu bang xanh dưới tài lãnh đạo của thống đốc Tim Walz và tỷ lệ ủng hộ của ông rất là cao, 55%, à, lúc nào cũng trên 50%. Thì bà Harris bà nói là ông Trump ông chỉ trích chúng tôi là chủ nghĩa xã hội, nhưng mà chúng tôi lo cho tầng lớp trung lưu, còn ông thì chỉ giảm thuế cho nhà giàu và ông cũng không có được một cái kế hoạch kinh tế nghiêm túc. Và như anh Long nói hồi nãy thì bà Harris bà đề cập cái mà bà gọi là Trump tax, tức là kế hoạch của ông Trump áp đặt mức thuế quan ít nhất là 10% mà đối với Trung Quốc có thể lên đến 60% mà sẽ được áp đặt lên mọi hàng hóa nhập cảng từ các nước vào Mỹ. Và điều này có thể sẽ khiến nền kinh tế của Mỹ thiệt hại cả trăm tỷ đô la một năm. Và như anh Long đã giải thích sẽ tăng giá cả cho mỗi gia đình trung lưu bởi vì chúng ta người tiêu thụ sẽ phải e cổ ra mà gánh tăng giá cho mỗi gia đình trung lưu lên đến gần 4.000 đô la một năm đây là theo um, theo cái nghiên cứu của Center for American Progress Fund tức là một cái viện nghiên cứu phi đảng phái và bà Harris nói là nếu mà cái chương trình này mà ông Trump thực hiện nó giá cả tăng vọt trên mọi mặt hàng từ xăng nhớt đến thực phẩm, quần áo, thuốc men, vân vân. Còn về phần ông Trump đó, thưa anh Long và thưa quý vị, thì ngày thứ tư tuần này, 14 tháng 8, ông đến vận động tranh cử ở North Carolina và ông cũng có bài diễn văn nói về chính sách kinh tế. Ông đưa ra hình ảnh một nước Mỹ mà ông gọi là Cộng hòa chuối đang xuống dốc thê thảm tệ hơn những cái nước thế giới thứ ba. Giá cả thì tăng vọt, tội phạm tràn lan. Trong khi đó thì thực tế khác hẳn. Bởi vì trong tuần này chúng ta có một tin vui về nền kinh tế Mỹ. Nói là lạm phát Mỹ hiện nay ở mức thấp nhất kể từ 2021, dưới 3%. Và nhờ vậy mà Fed sẽ được trông đợi là bắt đầu giảm lãi suất vào tháng 9 chứ nếu mà lạm phát cao là Fed sẽ không sẽ không thể nào mà mà tính đến cái chuyện giảm lãi suất được. Còn về tội phạm thì thống kê FBI có cho thấy tội phạm bạo lực đã giảm 13% trong năm 2023, 26% giảm trong năm nay. Đó là con số sơ bộ bởi vì năm nay thì vẫn chưa hết. Trong khi đó thì ông Trump trong diễn văn ở North Carolina ông cũng hứa hẹn rất là nhiều nói là ông sẽ chấm dứt lạm phát ông sẽ làm cho giá cả nước mỹ phải trăng trở lại make america affordable again ông sẽ unleash economic abundance tạm dịch là tung ra sự sung túc cho người mỹ những danh từ rất là đào to búa lớn nhưng mà làm thế nào thì không nói rõ nhưng có điều mà chúng ta chú ý đó là ông nói lan man lạc đề Đáng lẽ là chỉ nói về kinh tế nhưng ông lại liên tục tấn công cá nhân bà Harris. Ông nói là bà cười như bà điên, bà không có được thông minh. Và ông tỏ ra rất là cay đắng với cái cú thay ngựa giữa dòng của dân chủ khiến ngày nay ông phải đối diện Harris thay vì Biden. Rồi qua đến ngày thứ năm, 15 tháng 8, ông mở một cuộc họp báo ở New Jersey thì CNN kiểm tra nói là ông đã nói sai sự thật đến 20 lần trong cuộc họp báo đó. Ví dụ như ông nói là thời ông làm tổng thống tạo một cái nền kinh tế mạnh nhất lịch sử nước Mỹ và ông giao cho Biden Harris một cái phép màu kinh tế. Nhưng họ lại biến nó thành một cái cơn ác mộng kinh tế. Thưa quý vị, thực tế đó là tăng trưởng kinh tế tức là GDP tổng sản lượng phải, tổng sản lượng nội địa 4 năm thời ông Trump trước đại dịch chúng tôi không tức là không tính đại dịch là con số 2,6% cũng là tốt GDP 2,6% là cũng tốt rồi. Và khi đại dịch bùng phát thì nó giảm còn 1,4%. Nhưng mà thời Biden GDP là 3,5%. Nếu như so với cái thời Trump trước đại dịch là 2,6% thì thời Biden là cao hơn khoảng một điểm phần trăm. Còn việc làm thời Biden cao gấp đôi thời ông Trump, thưa quý vị, 15 triệu trên 6 hay 7 triệu. Và giới quan sát chính trị nói là vấn đề của ông Trump hiện nay đó là ông không làm cách nào để mà ông vượt qua nổi cái vụ thay ngựa của dân chủ làm như ông bị ám ảnh. Đó. Cho nên khi mà được hỏi là ông có nghĩ là những cái tấn công cá nhân của ông nhắm vào bà Harris nó không nó counterproductive tức là nó không có giúp ông thì ông nói là I'm very angry at her. Tôi rất là giận dữ đối với bà. Và ông khẳng định là tôi có quyền tấn công cá nhân bà ta. Có nghĩa là ông sẽ trong những ngày tới thay vì nói về chính sách như là những như ban tham mưu của ông đã cố vấn như vậy thì ông sẽ vẫn tiếp tục tấn công cá nhân bà Harris và đây là điều mà sẽ khiến cho các cử tri độc lập xa lánh thì anh Mai Phi Long nghĩ sao về cái gọi là khúc mắc tâm lý của ông Trump thưa anh ông ông bị bí và ông 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 bị bị có như là thí dụ chỉ nhắm vào một cái mục tiêu bây giờ cái mục tiêu nó biến mất và cái mục tiêu mà mình muốn đánh vào mình chấm vào nó không còn nữa toàn bộ cái cuộc mà tranh cử giữa ông Donald Trump trước khi mà ông Biden giao cái ngọn đuốc lại cho bà Kamala Harris. Ông lo tấn công vào cái tuổi già của ông Biden. Mặc dù ông thương Biden chỉ có 3 tuổi nhưng mà ông 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 khuếch đại cái chuyện nó lớn và đảng Cộng hòa ào ra khuếch đại cái câu chuyện nó tấn công ông Biden không đủ khả năng minh mẫn thế này thế kia. Nhưng mà suốt cuộc bất thình lình ông Biden biến mất biến mất hiện ra bà Kamala Harris thì toàn bộ cái sách lược về tuổi tác rốt cuộc cái sách lược đó nó đâm ngược chính lại ông nó vâng. quay ngược đâm chính lại ông giống như là ông dựng lên một cái đinh này lấy ông lấy tay ông đập vào cái đinh đó cho vâng. nên bây giờ ông bị bối rối còn cái chuyện mà đưa ra các chính sách kinh tế cái chuyện đó chúng ta thấy rất rất là quen vâng. hai bên đều là đối đầu với nhau cái con đường một người đi theo hướng này một người đi theo hướng kia cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường nhưng mà ông đã xoay ông Biden vào cái tấn công ông Biden vào cái chuyện thứ nhất tuổi tác thứ hai những cái vấn đề lùm xùm chung quanh cái chuyện người con trai cái chuyện đó nó xưa họ đã điều tra biết bao nhiêu năm nay mà chẳng có cái chuyện gì xảy ra hết nhưng mà bây giờ ông lại gặp một cái mặt trận hoàn toàn mới và cái mặt trận mới này đối đầu với bà Kamala Harris thì những gì ông tấn công ông Biden ngày xưa thì chính ông là cái người là cần phải dẹp theo cái quan điểm của ông đó cho nên những gì mà ông nói ra để mà tấn công bà Kamala Harris thì thưa chị nó nói đây là, là ông Trump hiện tại bây giờ đang bí lối không tìm được lối ra để à. mà tấn công bà bà Harris và việc mà ông Biden rút lui không tranh cử nữa đó thưa anh Long và thưa quý vị à, mặc dù ông uh, tổng thống Trump ông cứ nói là nhưng mà ông đã được uh, cử tri của đảng dân chủ bầu chọn ông trong kỳ sơ bộ vừa qua rồi thì sao đây là điều bình thường à, nó không như những cái thuyết âm mưu từ phe Maga mà trong đó cũng có nhiều người Việt mình lắm nói là đó là một cuộc đảo chính một cuộc đảo chính À, rồi còn ở bên Việt Nam đó thưa anh người ta nói nói là đảng cử dân bầu thưa quý vị dân chủ hay cộng hòa đều không có cái luật nào mà cấm cái chuyện thay thay đổi ứng cử viên khi mà đảng chưa chính thức đề cử đây là hoàn toàn hợp pháp không có đảo chính gì hết đó bây giờ chúng ta nói một cái câu chuyện gần nhà hơn đó là cuộc đua tranh chức dân biểu liên bang địa hạt 45 bao gồm các thành phố tại quận Cam Westminster, Fountain Valley, Garden Grove thuộc khu vực Little Saigon là thủ phủ người Việt tị nạn, cộng sản, nơi mà gần 50 năm qua, cộng đồng người Việt vẫn chưa có được tiếng nói của một người Việt để mà đại diện cho chúng ta ở Quốc hội Liên bang. Nhưng mà, thưa quý vị, mùa bầu cử năm nay, thì Đảng Dân Chủ đã đề cử luật sư Derek Trần là một cựu quân nhân Hoa Kỳ là con của thuyền nhân người Việt tị nạn, hậu duệ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Hiện nay là một luật sư bảo vệ người tiêu thụ thay vì các đại công ty. Derek Trần đang thách thức đương kim dân biểu là bà Michelle Steele, một người Mỹ gốc Hàn. Và thăm dò mới nhất cho thấy là cuộc đua đang rất là xích sao. Và Derek Trần hơn bà Michelle Steele một điểm. Hơn một điểm thưa quý vị. Nhưng mà có cái điều gây tranh cãi mà chúng tôi muốn đem ra là vào tuần trước, chiến dịch của bà Michelle Steele cho dựng những cái bảng đà đảo Cộng sản bỏ phiếu cho Michelle Steele khắp Little Sài Gòn. Nếu quý vị nào mà ở trong khu vực Little Sài Gòn, hẳn quý vị đã nhìn thấy những cái bảng đó rồi. Thì thưa anh Mai Phi Long, tại sao lại có ý kiến cho rằng bà Steele đang lạm dụng lá cờ vàng của người Việt cho tham vọng chính trị? Thưa anh. Uh, thưa 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 chị và thưa quý khán giả người Việt uh, chúng ta thấy uh, lá cờ vàng và sọc đỏ nó là biểu tượng của Việt Nam Cộng Hòa Một cái uh, quốc gia mà chúng ta yêu quý mà đã, đã mất và sau đó nó trở thành một cái biểu tượng của cộng đồng người Việt Và khi là biểu tượng của cộng đồng người Việt nó đại diện cho tất cả mọi người À. người Việt Nam theo khuynh hướng dân chủ hoặc là người Việt Nam theo hướng cộng hòa, người Việt Nam theo hướng bảo thủ hoặc là người Việt Nam theo hướng cấp tiến nó đại diện chung cho chúng ta nhưng bây giờ chuyện bà Michelle Steele lấy cái lá cờ đó ra lá cờ vàng ba sọc đỏ ra trở thành một cái nền tảng cho những các bản hiệu của bà thì tự nhiên bà kéo cái lá cờ của chung của cộng đồng à. trở thành một cái sản phẩm gì đó riêng của bà cái chuyện này bà kéo lát giờ chúng ta để trở thành một cái biểu tượng chính trị thì cái chuyện này chúng ta phải đặt câu hỏi à, như vậy có phải là cái việc là lạm dụng một cái di sản chung của cộng đồng người Việt cho ừ. một mục đích chính trị riêng của bà nhưng mà đặc biệt trong chuyện này chúng ta lại nhớ trong quá khứ hồi năm không um, nhớ không là mình 2016, 2016. cảm ơn chị bà đã gây đi, xôn xao trong uh, cộng đồng Việt Nam vâng. khi bà tặng một cái bằng tưởng lục vâng. cho vâng. ông Hồ Xuân Sơn trong cái vai trong chức vụ là Tổng lãnh sự Việt Nam Cộng sản ở tại vâng. San Francisco nhưng mà ông này lại là người mang tới cái hàm thứ trưởng lận vâng. ông là thứ trưởng vâng. thì bà tặng cái cái cái, cái bằng tưởng lục đó với những cái lời khen vâng. ca ngợi ông này Chúng tôi nghĩ rằng là trong cái sự kiện mà khi bà tặng đó vào năm đó là một cái sự kiện mang cái tính văn hóa Á Đông. Và khi bà mời cái phái đoàn đó đến cái sao Coast Plaza Mall để mà làm cái sự kiện đó, bà phải hiểu ông này là ai. Và lúc đó bà chưa có ra tranh cử chức vụ liên bang, bà là giám sát viên. Nhưng bà ở ngay một cái khu vực mà là kế cạnh Lý Đô Sài Gòn là cái trung tâm của người Việt Nam. Bà phải biết rằng là đối với người Việt Nam, cái vấn đề cộng sản và quốc gia là một cái ranh giới rất là rõ rệt. Nhưng mà thời gian đó bà không có màng đến chuyện đó vì bà chưa tranh cử, vì bà chưa tranh cử chức <laughs> vụ liên bang. có lẽ như, à. có lẽ như thế. Thì bây giờ bà lại lấy lá cờ vàng ra để mà bà đem vào cuộc tranh cử của bà thì đây là cái chuyện người Việt Nam đặt câu hỏi về chuyện này à. là một cái chuyện chính đáng khi à. họ nói với cái chuyện năm 2016. Rồi đặc biệt hơn nữa là trong cái thời gian uh, uh, vừa qua Chắc chị không biết chị có nhớ là The Wall Street Journal và vâng. có đem câu chuyện ông Sean Steele là chồng của bà Michelle Steele là cựu chủ tịch của đảng cộng hòa ở tại Orange County ngày xưa vâng. ông là à, thành viên trong trung ương đảng cộng hòa vâng. thì ông lại là cái người tôi tạm dùng chữ là sắt mối à, các là điệp vụ của hay là nhân chính quyền à, giới chức chính quyền của trung cộng đến gặp giới chức của cộng hòa thì từ đó để mà đem đến gọi là tiếp cận với cựu tổng thống Donald Trump với mục đích là tìm cách là gây một cái gọi là ấn tượng cho ông Trump biết rằng là đừng có can dự vào quân sự ở tại Biển Đông nó không có lợi gì cho nước Mỹ cả nếu như thế có phải rằng là đây là một hành động là tiếp tay cho Trung cộng để mà thôn tính cái khu vực Biển Đông trong đó có hoàng sa trường sa của Việt Nam chúng ta hay không? Thì trong thời gian đó cái điều người ta để ý như thế này Bà Michelle Steele không hề lên tiếng phản đối ông Trump Chưa nghe bà nói Mặc dù Trung, bên phía đảng Cộng Hòa đã ra cái văn thư khiển trách ông Sean Steele Theo lời tường thuật của washington Street Journal Khiển trách là tại sao đem những cái, à, nhóm người Trung Quốc đó đến gặp ông Trump còn bà Tức là, là chính đảng Cộng Hòa cũng kiển trách Steele. ông Steele. Nhưng bà Michelle steel hoàn toàn im lặng. Và. và chuyện đó nó có từ năm 2020 cho đến bây giờ 4 năm sau. Và. Bây giờ, cho nên khi cộng lại những chuyện đó, thì cái hành động bà lại lấy lá cờ vàng của chúng ta đem ra trong cái cuộc tranh cử. Và. Thì người ta đặt một câu hỏi. Tại sao có cái quan điểm nó lại ngược ngạo như thế? Đúng vậy, thưa anh Mai Phi Long và kính thưa quý vị. Hành vi của bà Michelle steel đó, thì nhiều người Việt trong cộng đồng đánh giá là đạo đức giả. Bởi vì năm xưa bà đã từng tay bắt mặt mừng với đại diện Cộng sản Việt Nam tại Hoa Kỳ. Rồi chồng bà là ông Sean Steele, như anh Mai Phi Long kể cho quý vị nghe, đã lót đường cho Trung Cộng thao túng chính phủ Mỹ thời của cựu Tổng thống Trump để mà phục vụ cho tham vọng bành trướng của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại châu Á-Thái Bình Dương và ý kiến nói là bỏ phiếu cho bà Michelle Steele là tiếp tay Trung Cộng, cướp hoàng sa, trường sa của Việt Nam. Bởi vì John Steele đã gọi là mở đường cho những tay tài phiệt Trung Cộng. Tiếp cận, ông Trump tiếp cận giới lãnh đạo cao cấp của GOP để mà ảnh hưởng lên chính sách đối ngoại của chính phủ Mỹ để mà Hoa Kỳ rút lui khỏi Biển Đông. Thì như vậy là đó nếu mà bỏ phiếu cho một một cái nhân vật như vậy cho dù là chồng bà nhưng mà như anh nói là bà không hề lên tiếng phản đối thì không khác nào là tiếp tay cho Trung Cộng cướp biển đảo của Việt Nam thưa quý vị và nay ngày nay bà muốn kiếm phiếu từ cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Little Sài Gòn thì bà lại đi bà dùng cái hình ảnh lá cờ vàng rất là thiêng liêng của dân tộc Việt Nam rồi bà quay xe năm xưa tay bắt mặt mừng với Hồ Xuân Sơn, Sơn, bây giờ quay xe hô khẩu hiệu đà đảo Cộng sản một cách ngon ơ. Thưa quý vị, việc mà các chính trị gia lạm dụng lá cờ thiêng của chúng ta trong mục đích tranh cử. Rất nhiều nhân sĩ trong cộng đồng đã lên tiếng nói đây là cái hành động không thể chấp nhận trong tinh thần chính nghĩa quốc gia. Trong khi đó thì uh, luật sư Derek Trần là hậu duệ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và anh đã vinh danh lá cờ vàng bằng cách là anh đặt nó vào tên họ của mình. Và cộng đồng người Việt chúng ta ở Little Sài Gòn có nên tự hỏi là đã gần 50 năm trôi qua, có đã đến lúc chúng ta gạt qua tinh thần đảng phái. Đây không còn là vấn đề đảng nào nữa thưa quý vị. Mà Derek Trần là thế hệ thứ nhì người Việt hải ngoại, là con cháu chúng ta làm sao để đưa tiếng nói của một người như vậy có một người có tâm, một người có tinh thần phục vụ chứ không phải chỉ là người Việt mà thôi, thưa quý vị, một người con của thuyền nhân thấu hiểu giá trị hai chữ tự do vào quốc hội liên bang để đại diện cho cộng đồng chúng ta, thì nhắc lại là một số nhân sĩ nổi tiếng của cộng đồng, trong đó có ông Phan Kỳ Nhơn mà anh Long đã từng phỏng vấn trước nay dường như là ông ủng hộ cho cộng hòa. Nhưng ông nói là ông ủng hộ cho Derek Trần vì vì lý do này. Thì dĩ nhiên là chúng ta không bỏ phiếu chỉ vì là người Việt mà phải là người tài đức, người có tinh thần phục vụ đồng hương, người biết lắng nghe, biết đáp ứng nguyện vọng của cộng đồng. Và như vậy thì thưa quý vị để tìm hiểu thêm về Derek Trần, chúng tôi tha thiết kính mời quý vị những người nào mà ở Nam California hoặc Bắc California xin mời đến tham dự một cái buổi gặp gỡ cử tri vào ngày 28 tháng 8 vào lúc 5 giờ rưỡi tại nhà hàng Golden Sea ở thành phố Anaheim. Vâng, xin đã cho cái flyer đưa lên để mà có những cái chi tiết uh, của cái sự kiện này. Và thưa quý vị, uh, chương trình này là hoàn toàn miễn phí, uh, sẽ có phục vụ ẩm thực nhẹ, có văn nghệ, có dạ vũ, rồi uh, một dàn ca sĩ hùng hậu uh, Nguyễn Hồng Nhung, Như Mai Di Phương Trinh, Hương Thơ uh, Diana Mỹ Hại, Thái Tài Vâng, thưa quý vị, quý vị thấy những cái chi tiết đó ở trên màn hình Nhà hàng Golden Sea ở Anaheim Thì uh, Derek Trần Chúng tôi thay mặt Derek để uh, mời quý vị đến Đông đủ nghe anh trình bày Là tại sao anh xứng đáng với lá phiếu Của quý vị Và nếu có câu hỏi thì quý vị cũng có thể gọi Số điện thoại văn phòng tranh cử Của Derek đó là 261 9738 Thưa quý vị số area code là 714 261 9738 Xin mời anh Mai Phi Long đưa lời kết cho chương trình Vâng Trong cái chuyện mà Chị Bích Trâm đưa ra Cái vấn đề tranh cử Ở tại Lý Sài Gòn đặc biệt trong cái cuộc tranh cử này chúng ta phải nói rằng là cuộc tranh cử rất là đặc biệt giữa luật sư Derek là một hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa là con cháu của tị nạn của chúng ta ra đối đầu với bà Michelle Steele thì thưa quý vị đây là một cái thử thách rất lớn cho cộng đồng người Việt Nam ở đây trước đây ở tại quốc hội chúng ta đã từng có những dân biểu gốc Việt như là ông dân biểu Cao Quang Ánh ở tại Louisiana hoặc là bà đặc thị mỹ dung uh, stephanie, stephanie Murphy, Murphy ở lại florida nhưng họ lại đại diện cho những cộng đồng ở nơi đó à, không à. phải là người gốc việt đó còn ở đây là cộng đồng người việt nam chúng ta đang có một cái thử thách rất lớn là chúng ta có mặt ở tại hoa kỳ và đặc biệt ở đô sài gòn này chúng ta có mặt 50 năm nay rồi bây giờ liệu chúng ta có đưa một người gốc việt đặc biệt là con cháu của chúng ta đi vào đó hay không thì đây là một cái thách thức rất rất là lớn cho cộng đồng người việt nam ở đây và một cái chuyện nữa chúng tôi thấy rằng là cái chuyện này chúng ta chú ý nhiều là bởi vì đành rằng là chúng ta phải chọn một cái người mà có khả năng. À. Chúng ta phải xem xét cái người đó như thế nào có khả năng để chúng ta đưa vào cái vị trí đó. Nhưng chúng ta nên xem kỹ những gì mà direction làm được, có thể đem gì lại cho cộng đồng chúng ta. Và chúng ta cũng nên nhớ rằng là một cái vị trí dân biểu liên bang cũng có khá nhiều quyết định đặc biệt đối với cái địa phương đem gì về cho cái địa phương của mình, cái đó là cái quan trọng. Đem đem tiền, đem, đem tiền cái chương về, chương đem về. những chương, về. chương trình về cho vâng. mình, cái đó mới quan trọng. Chúng ta từng nghe bà Michelle Steele bà có khoe là bà đem về đâu 400 triệu gì đó về cho cái địa, vâng. địa phương này, nhưng mà khi chúng ta nhìn trong cái hồ sơ bỏ phiếu của bà thì những chương trình mà uh, những cái dự luật thay đổi hạ tầng cơ sở của tổng thống Joe Biden, vâng. những dự luật để mà để mà tạo nền kinh tế về con chip chẳng hạn à. thì những dự luật đó bà bỏ phiếu chống hết thế thì bây giờ chúng ta phải quay trở lại là chúng ta nghĩ gì về cho cái địa hạt mà nơi lý đô sài gòn chúng ta đang tỏa lạc à. chúng ta cần nhiều chuyện lắm chúng ta rất cần cái nguồn lợi của liên bang về nơi đây thì một à. cái vị dân cử liên bang nếu mà cùng xuất thân từ trong cộng đồng chúng ta mặc dù người đó phải đại diện cho toàn bộ à. cái địa hạt 45 này nhưng chúng ta đều cảm thấy rằng là người Việt Nam mình chúng ta có câu là uh, hàng xóm láng giềng tối đèn tắt lửa có nhau đúng không chị? À thì cái chuyện như thế này, bây giờ chúng ta có thể thích ông Trump hoặc là thích ông Biden nhưng mà thật sự đến lúc cuối cùng 8 năm của mấy ông đó qua đi rồi, ai là người thật sự lo cho chúng ta và con cháu chúng ta ở tại những khu vực này? Chúng ta cần những cái người mà cùng chia sẻ với chúng ta về cái uh, văn hóa cùng chia sẻ với chúng ta về cái nguồn gốc và hoàn cảnh Đấy. thì những người đó mới đem về cho chúng ta những cái nguồn lợi cho cái địa hạt mà chúng ta đang ở đây còn những ông kia quý vị cô chúng ta có mê ông này ông kia cho lắm đi rồi đi chăng nữa 8 năm sau mấy ông đó cũng biến mất Đấy. và chúng ta ông các ông đó không không bao giờ đến ngồi với chúng ta để chia sẻ cho chúng ta những cái câu chuyện ngày xưa chúng ta vượt biên nó khó khăn như thế nào chúng ta đến nơi đây chúng ta phải làm lại từ đầu như thế nào chúng ta đến đây đến một đất nước chúng ta không biết tiếng Anh rồi chúng ta phải tranh đấu chúng ta vươn nó lên như thế nào các ông đó không có thì giờ để nghe chúng ta câu chuyện đó vâng. nhưng những người trong cuộc như là con cháu chúng ta nghe chúng ta những người như đê trần sẽ nghe vâng. chúng ta vâng cảm ơn cảm ơn anh mai phi long về chia sẻ vừa rồi rất là phải nói là rất, rất là thấm hy vọng là quý vị nghe quý vị thấy thấm thía rồi quý vị thì chúng ta cứ nghĩ đi cái kỳ bầu cử năm nay. Cho dù là bầu cử tổng thống ở thủ đô nước Mỹ hay là ngay tại lý đô Sài Gòn, nơi có đông người Việt nhất ở trên toàn quốc. Bầu cử năm nay nó khác hẳn những năm những năm trước thưa quý vị, thưa quý vị, nó có một cái tầm mức quan trọng đáng kể. Bởi vì kết quả sẽ quyết định liệu cái nền dân chủ của Hoa Kỳ nền dân chủ đã có từ 250 năm nay có sẽ được duy trì tiếp tục phản ảnh những cái giá trị của một xã hội đa nguyên, đa đảng hòa nhập nơi mà mọi sắc tộc, mọi giới tính có cơ hội bình đẳng để mà mưu cầu hạnh phúc người Việt mình gọi là nơi đất lành chim đậu đó lãnh đạo của thế giới tự do người tị nạn chúng ta chạy trốn cộng sản để được sống ở một nơi tự do thưa quý vị tùy vào lá phiếu chúng ta có thể nước mỹ sẽ có nguy cơ hướng đến một thể chế độc tài da trắng thượng tôn sẽ co cụ sẽ biệt lập với thế giới bởi vì đó là chủ trương maga đó thưa quý vị make america great again có nghĩa là make america alone again mọi việc đều tùy thuộc vào sức mạnh lá phiếu của cử tri chúng ta hết đó thưa quý vị và đó là nét đẹp của nền dân chủ Mỹ chúng ta nên tận dụng sức mạnh lá phiếu của cử tri chúng ta quý vị nhé xin cảm tạ quý vị rất nhiều đã theo dõi chương trình ngày hôm nay xin cảm ơn anh Mai Phi Long đã giúp chị. thực hiện và xin hẹn quý vị vào lần tới kính chào tạm biệt chào quý khách thân giả.